Kính thưa quý vị, và để liên tục với những món quà âm nhạc, những bài hát tuyệt vời nhất dành tặng quý vị trong chương trình ca nhạc đặc biệt buổi sáng ngày hôm nay, chúc phúc cho lễ vô quy của cô dâu Trần Thương, thưa mời quý vị chúng ta lại trở lại sân khấu gặp gỡ sự trở lại giọng ca nữ, nữ ca sĩ Linh Nhâm với một sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên dành tặng quý vị bài hát Chín Bậc Tình Yêu. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.